nướng luôn. Không biểu diễn thì sao mà. Luôn chuyển đầu lên ghê ha, hơn nửa bánh xe rồi nè. Quá dữ, quá dữ, hơn nửa bánh xe luôn. Ôi rồi, má kinh khủng thiệt, cái dũng nước kìa, dữ thần không. Quá dữ ha. Mến chào các bạn nha. Hôm nay nhá đi hồ Dầu Tiếng. Chơi thì thấy cái cảnh khung cảnh xung quanh đây các bạn. Phải nói là ngập nước hết trơn. Em thấy lạ quá, ghi hình cho các bạn xem. Mùa này ở hồ Dầu Tiếng các bạn. Nhìn thấy là nhiều chiếc máy cày khủng long dữ lắm nè. Anh em này chạy lên từ xuống ha. Belarus 85 đó. Cái cảnh máy cày tân lên đây là nước này nọ 825 ha. Wow, dữ quá, dữ quá, xuống luôn, xuống luôn đó. Mùa này vô hồ Dầu Tiếng ngắm mấy cày đã luôn anh em. Xuống 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 nè, thôi cũng hồi hộp lắm. Hôm này chắc lội nước á, ngập hết rồi sao chạy dữ dằn ha. Hello, nhả đây, nó quay mấy cài cho anh em xem đây. Rồi tới luôn. Rồi một quay mấy cài, quay luôn em ơi. Ồ, lội nước luôn kìa. Wow, một quay ba con lội nước. Quá dữ à, quá dữ anh em ơi. Dữ quá, dữ quá, dữ. Má ơi, mấy cài nhiều dữ vậy ta. Lội vô, lội vô. Ok, mấy cài. Hello, mến chào anh em nha. Ở đây thấy mấy cày thú dữ thôi anh em ơi. Rồi khủng long. Có chiếc Fiat nè. Nó chuẩn bị nó chạy vô ha. Tự nhiên con quay hình cho anh em mình xem. Wow, rất là nhiều luôn. Con khủng long. Đó, anh em thấy không? Mấy cày khủng long xếp tên lên. Con này nữa nè.
Hello, bớt cho anh em nha. Mai nhớ đi quay hình. Nó máy chạy cũng lồng lộn nước cho anh em xem. Rồi có một con giáp này anh em ơi. Đừng lội, ơ nhóm đầu. Con kiếp vậy. Ồ, không đậu lên em ơi. Ngọc quá ngọc. Hello. Có sò bò nữa. Hello. Hello. Đây. Ở đây. Hello, hello. Có tiếp. Giờ sò bò hiếm lắm á. Ngon. À. Dễ hả? Dạ. Cái cũng nổi đâu. À. Rồi dí. Bữa chạy chắc con kia chiếc chàng sau không sao chứ chàng trước lật ngang luôn. Trời ơi dữ vậy. Rồi dí hay sẽ bò coi. Sang mì làm các kiểu. Ừ. Cực ha. Dạ. Rồi dí hay sẽ bò. Không có làm gì mà sướng hết. Có đi giống anh sướng à. Sướng một khí khô. Nắng thấy mẹ luôn. Xe bò các bạn. Quay nó chiều về thôi, về về. Chút nữa về à, nắng chịu không nổi là về à. Ừ. Chiếc xe bò nó leo dốc xuống. Thôi rồi, dữ vậy. Hello, hello. Được quá các bạn ơi. À, Long Hồ và Tiến tỉnh Bình Ninh. Xe bò. Dữ dằn ha. Đi xuống. Long vòng, long vòng. Rồi, nhả đây. Đi quay phim máy cài cho anh em mình xem. Trên bờ đê, đang đứng ở trên bờ đê đó anh em. Bờ đê Long Hồ Dầu Tiếng tỉnh Bình Ninh. Đi tà tà xuống ha. Ồ, có chiếc vô nữa ha. Cái chỗ mì khủng luôn. Ồ, có chiếc chỗ mì vô nè anh em. Khủng luôn á. Quá dữ không? Quá dữ luôn ha.
À, dữ quá dữ. Mời anh em xem nha. À, dữ rồi, cảm ơn em nhiều nha. Bye bye.